Hello, xin chào cả nhà mình nha. Bây giờ mình đang đợi ở sân bay chuẩn bị bay về coi như là Kansas City, Missouri của mình. Và hôm nay thì mình làm một clip này ngắn thôi và mình gửi lời tới là chị Tô Nga nha. Chị Tô Nga hay là bà Tô Nga hay là bà Tô Nổ gì đó, nói cho rõ nè. Cái dù 30.000, 50.000 đó không ai nhận hết trơn nha, chưa ai nhận kèo hết trơn á. Nên đừng có lên nói là 30.000, 50.000 Tô Nga là cái gì? Tô Nga là cái gì mà phải bỏ 30.000 mới gặp được mặt Tô Nga? Xin lỗi nha Tô Nga, Tony Phạm không phải là người là mê tiền mà cũng không phải là vì tiền nha Tô Nga. Đó, hôm nay để nói cho mọi người rõ cái câu chuyện là như vậy. Mình đi qua đây là công chuyện một đó, là để có công chuyện. Thứ hai nữa là muốn gặp mặt Tô Nga như thế nào. Mà Tô Nga đâu, mình đâu có nhận kèo là 30.000, 50.000 đâu. Mà cái thằng đệ Phật tử Thâm Phúc á nha, cái thằng đệ tử Thâm Phúc á, tào lao xịt bụp nha, nói mày nhận 30.000 hồi nào mày hả, đệ tử Thâm Phúc? Ông cũng vừa vừa thôi nha. Tô Nga cho ông được bao nhiêu tiền mà ông lên đó là nói đi bình luận dạo tùm lum tá lả trên vậy hả? Nói cho mọi người biết như vậy nha. Và Tô Nga nè, anh cũng nói cho em nói cho chị biết nè Tô Nga nha. Một người con người đó, người ta có giá trị là từ cái lời nói, cái giá trị nhân phẩm, chứ không phải là một con người mà lúc nào cũng phải nói tới tiền nha. Bộ coi như là giá trị nhân phẩm, nhân cách của Tô Nga bằng 30.000 sao hả? Mà 30.000 là cái gì mà phải là phải cá độ, là cứ mỗi lần mà muốn gặp Tô Nga là phải bỏ 30.000 để coi như là để cá độ hả? Tô Nga là cái gì? Rồi gặp cái thằng đệ tử Tâm Phúc và một lũ nữa có nhìn lên tào lao xịt bụp. Tôn Phạm nhận kèo hồi nào hả? Tôn Phạm nhận kèo hồi nào mà nói rằng là Tôn Phạm có nhận kèo 30.000 hả? Cái nhân cách nhân phẩm của con người á là 30.000 sao rẻ vậy? Một con người đó là người ta đó, là sao có tiền tỷ người ta mua không được. Một con người sao mà lên trên mạng mà lúc nào cũng mang tiền bạc ra để so sánh, 30.000, 50.000 là cái gì vậy hả Tô Nga? Hả? Nha, để gửi lời cái thằng đệ tử Tâm Phúc nha. Nghe chưa? Đó, đừng có bố láo bố xiên lên xuyên tạc cái này nọ nha, đệ tử Tâm Phúc. Đó, rồi một lũ đằng sau là đi bình luận dạo, chúng mày á là ăn tiền của Tô Nga được bao nhiêu rồi? Hả? Đi chửi mướn phải không? YouTube gì đâu mà chỉ biết là lên là nhận tiền, người này nhận tiền người kia là lên chửi bướn, tào lao xịt bụp. Ok, hôm nay á là tại vì á, thấy là nhiều người lên nói xuyên tạc, nhất là cái thằng đệ tử Tâm Phúc á. Mày đổi tên luôn đi, đệ tử Tâm Phúc nha. Mày đổi tên luôn đi, đừng có đây tên là đệ tử Tâm Phúc nữa. Đó, sư phụ của mày cũng bị bắt rồi đó nha. Mày đừng có lên xuyên tạc nữa, nói cho đệ tử Tâm Phúc mà biết như vậy nha. Chứ không phải là mình đi bình luận dạo rồi á, người ta xúc coi như là nhiều khi mình đi bình luận như vậy đó, người khác người ta không hiểu, đâu phải là chơi. À, dẫn chơi 30.000, 50.000 á, Tôn Phạm có nhận kèo hồi nào hả? À, Tô Nga nhận kèo hồi nào mà có nhiều một con người á mà chỉ có nghĩ được đến tiền thôi sao? Tô Nga là cái gì vậy hả? À, Tô Nga hả? À, Tô Nga là cái gì vậy? Là một người gì mà sao lại phải cứ phải mang tiền ra để mà so sánh vậy? Một con người đó, một người tốt đó, người thật việc thật đó, không cần gì tới tiền bạc hết trơn, đúng không? Tony Phạm ra qua bên này đó chủ yếu là muốn chứng thực là Tô Nga là ai, đúng không? Gọi điện thì nói rằng là phải là chụp hình cái này chụp hình cái kia, phải có tiền 30.000 mới mang ra để cho thấy mặt Tô Nga. Tô Nga là cái đếch gì hả? Chỉ là cái một con người là sao cho mê trai, cho tiền cha trai thôi, chứ là cái đếch gì bày đặt cái kia tới chưa tới tối tôi mà điên lên tôi chửi luôn đó. Nghe chưa Tô Nga? Hôm nay là một clip ngắn ngắn thôi nha, mê trai vừa vừa thôi Tô Nga nha, làm láo loạn cộng đồng, cho người này cho người kia đó, đâm bị thóc chọc bị gạo, cho người này chút xíu cho người kia chút xíu, rồi bắt đầu nói người này nói người kia. Cái thứ đàn bà gì kỳ cục vậy hả? Thế đàn bà gì có nhà chỉ vì tiền thôi, rồi lấy tiền cho trai, lấy tiền cho người này cho người kia, rồi là kêu người này nói kêu người kia nói. Cái thứ đàn bà kỳ cục vậy hả? Lúc nào cũng chỉ là tiền, nghe chưa? Nói để cho coi như là mọi người biết là như vậy nha. Nói cho thằng đệ tử Tâm Phúc nè nha. Mày là xạo lờ vừa vừa thôi nha, đệ tử Tâm Phúc không muốn nói thôi đó, giả nả nọ kia rồi đi bình luận dạo, đi tào lao. Tô Nga cho mày liếm cái gì rồi hả?
tối nay cho mày liếm cái gì rồi, sao mày có lên mình bênh vực dữ vậy hả? À, thằng đệ tử Thâm Phúc mà lên bình luận rồi mình đến mình xuyên tạc, nói là 30.000 50.000 tao nhận kèo hồi nào, tao nhận kèo Tố Nga hồi nào, mà cái con Tố Nga đó nha, mày cái giá trị của một con người chỉ bằng 30.000 sao hả Tố Nga? Nói cho mọi người biết là như vậy nha, đồ toàn thứ coi như là vì tiền không à, bố láo vô xiền. Nói cho một người đó, cái vụ mà 30.000, 50.000 là Tô Đức Phạm không có nhận kèo, nhận cái gì hết trơn, mà lên xuyên tạc, nói là cái này cái kia, đổ toàn cái thứ coi như là vì tiền, coi như là đi chửi bướn, cho được một chút tiền thì bắt đầu lên là nói người này nói người kia. Mẹ bố tin sư chúng mày. Cái thằng đệ, nhất là cái thằng đệ Thầy Tâm Phúc á, nhìn coi như nó hiền vậy chứ nó đi châm bị sóc, một chồng bị gạo dữ lắm á. Biến khỏi kênh tao nha thằng đệ Thầy Tâm Phúc.